Xin chào người tình trái quýt. Tập 23. Vẫn cứ mong chờ sự xuất hiện của em. Lục Sâm. Muốn đi phải không? Nói cái gì mà chỉ cần tôi muốn là các anh sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Nói dối đến nghiện rồi phải không? Lần này tôi tuyệt đối sẽ không tin nữa đâu. Lục Sâm, anh xem video xin lỗi của chúng tôi rồi đúng không? Cậu ấy xem video của mình rồi. Cái miệng này của tôi sưng lên rồi cũng không phí. Tôi còn tưởng anh định cả đời không để ý đến chúng tôi. Tôi không muốn gặp các anh nữa. Nhưng mà các anh nói đến thì đến, nói đi thì đi. Vậy mất lịch sự quá rồi. Xem nhà của tôi là khách sạn à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lục Sâm, bây giờ anh mắng chúng tôi thế nào, nói chúng tôi thế nào cũng được. Chỉ cần chúng tôi nghe thấy giọng nói của anh là chúng tôi yên tâm rồi, đúng không? Vương Đại Vận, đứng ngay ra đó làm gì? Mau qua đây giúp đỡ. Lục Sâm gọi điện. Cậu chủ sao vậy? Mọi người kia là... Là em hiểu lầm rồi. Bọn chị đang chuyển đồ giúp chú Tạ thôi. Đúng đó cậu chủ. Tôi bảo họ giúp tôi dọn kho, dứt rác đây. Lục Sâm, đừng lo lắng cho tôi. Chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi. Anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không đi đâu. Ai quan tâm các anh có đi hay không? Chỉ là tạm thời tôi chưa tìm được nhóm thế chỗ các anh thôi. Phải, em chỉ quan tâm thứ sáu thôi. Trước khi em tìm được nhóm nghiên cứu mới, có cần bọn chị đưa thứ sáu qua cho em trước để kiểm tra lại một chút không nè? Chú Tạ, còn có việc gì nặng nhọc thì cứ giao hết cho tôi. Tôi cảm thấy sức mình bây giờ vẫn chưa dùng hết. Được, tốt quá rồi. Cậu có sức dùng chưa hết, tôi còn việc làm chưa xong đây. Đi nào. Nguy hiểm có điện.
6. Xin chào chủ nhân. Cô cũng quen Dương Thiện Thiện đúng không? Đúng vậy. Khi chúng ta ở cạnh nhau, cô sẽ làm gì? Chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Vậy nếu tôi bảo cô đi thì cô cũng sẽ rời khỏi tôi sao? Tôi sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng mà thứ sáu à, tại sao cô ấy lại không như vậy? Chủ nhân, anh đang cười. Nếu thứ sáu giống Dương Thiện Thiện, không phục tùng mệnh lệnh thì chủ nhân sẽ vui. Cho nên thứ sáu à, đôi khi không cần phải nghe lời tôi nói hết. Ví dụ như tôi bảo cô đến, không phải là thật sự bảo cô đến, mà là chủ nhân, anh cần tôi giúp anh làm gì sao? Không có gì đâu, tôi đến để thăm cô thôi. Thứ sáu, mấy ngày này cô cứ nghỉ ngơi đi. Close. Thời gian gần đây, Lục Sâm không chỉ không tham gia buổi họp hội đồng quản trị, mà thậm chí còn không liên lạc được. Tình hình cụ thể chúng tôi cũng không rõ. Nhưng trước đó, tôi bảo thông minh tuyệt đỉnh. Tài liệu mà tôi bảo thông minh tuyệt đỉnh lấy trộm từ phòng thí nghiệm của nhóm Alpha đã giải được chưa? Đã gửi vào mail của anh rồi. Được, để tôi xem. Mail. Tôi đã gửi cho cô một ít tài liệu. Bây giờ cô hãy nghĩ cách điều tra rõ bệnh đó rốt cuộc là bệnh gì. Được. Tình trạng bệnh của Lục Sâm hiện tại đối với tôi mà nói vẫn có nhiều điểm nghi hoặc, cho nên tôi mong mau chóng tìm ra phương án chữa bệnh thích hợp với cậu ấy. Lục Sâm đã xảy ra chuyện gì sao? Sáng sớm hôm nay, dữ liệu giám sát của Lục Sâm đột nhiên biến mất hoàn toàn. Có thể là sự cố của đồng hồ đeo tay. Vậy mau đi xem anh ấy đi. Nếu không phải sự cố của đồng hồ, vậy tôi liên lạc với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói ngoại trừ thứ sáu thì không muốn gặp ai hết. Thành thật xin lỗi. Không biết tại sao hôm qua cuộc điện sạc pin cho thứ sáu không được bật. Mức pin hiện tại quá thấp. Nếu như muốn hoạt động phải sạc pin ít nhất 2 tiếng. Còn cách nào khác không? Để cậu ấy mau chóng đi gặp Lục Sâm. Thiên Thiện, thật ra mấy ngày nay dữ liệu của Lục Sâm từng có chuyển biến tốt rõ rệt vài lần, mặc dù không biết là vì sao. Nhưng mà không thể không nói, mấy lần này có lẽ đều bởi vì cô. Thế này đi, tôi đi xem thử trước. Nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ về ngay. Đợi đã, Thiện Thiện. Muốn đi thì cũng không đi như vậy được. Hiện tại có nhiều chuyện trùng hợp liên kết với nhau như vậy, mọi người không thấy kỳ lạ hay sao? Thầy ơi, qua đây xem camera giám sát này.
cùng qua xem đi. Lục Sâm chắc là không có chuyện gì rồi. Tôi đi trước đi. Đi thông thả. Nếu không có chuyện gì nữa thì em cũng đi đây. Mấy ngày nay bận chuyện bên này, ở công ty còn một đống việc đang chờ em xử lý. Được. Tiễn em nào. Mọi người đều đi hết thì Lục Sâm tính sao đây? Đi, ngủ thôi. Không phải vừa ngủ hay sao? Lại muốn ngủ nữa rồi. Mình vẫn nên giả chàng thứ sáu đi thăm hỏi anh ấy. Ngọt thật. Lỡ như người đến là thứ sáu. Không đâu. Không đúng. Mình đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ mình còn hy vọng cô gái kia đến đưa mình lần nữa sao? Nhưng nếu lát nữa cô ấy đến thật, mình phải làm thế nào đi? Thứ sáu, sao bây giờ cô mới tới? Lúc trước cũng đứng trước mặt mình như thế này, tại sao mình lại không phát hiện ra chứ? Mình nên nói thế nào đây, chủ nhân hay là Lục Sâm? Chủ nhân, tôi vừa giúp tiến sĩ phó sắp xếp tài liệu xong. Nếu không có chuyện gì gọi cô đến sao lại không có chuyện gì? Nhưng tối qua tôi không sạc đủ pin, mức pin đang rất thấp. Vậy cô về sạc pin trước đi. Để một mình tôi ở đây là được. Vậy tôi ở với anh thêm một chút nữa nha. Vậy được. Tôi gọi cô qua đây để nói với cô. Mặc dù cô là người máy không biết nói dối, nhưng cô lại là đồng phạm của cô gái đó. Cho nên bây giờ tôi sẽ hủy thân phận bé cưng của cô và giáng cô xuống cấp bậc ban đầu. Tất cả đãi ngộ của bé cưng đều bị hủy bỏ. Đã rõ thưa chủ nhân. Người máy các cô vốn dĩ không cần phòng riêng đâu nhỉ? Đúng vậy. Và đống quần áo này cũng không cần nữa rồi. Đúng vậy. Dành riêng cho bé cưng 05. Cắt hết số hành tây này cho tôi. Cô cắt thành như vậy. Đột nhiên tôi không muốn ăn nữa. Làm ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi. Đều tại cô. Làm tôi chỉ có thể ăn cái này. Nhiều đường, lượng calo cao, không lành mạnh chút nào hết. Thì ra anh ấy chưa dứt. Lúc trước cô làm người máy quả thật nhẹ nhàng quá rồi. Là một người máy bầu bạn có cảm xúc, sao có thể chỉ làm việc nhà đơn giản được? Trên phương diện tinh thần, cô phải đạt đến mức độ giống với chủ nhân. Phương diện tinh thần? Phương diện tinh thần là gì? Chẳng hạn như sách để ở đây là không hợp lý, phải đặt lên trên kệ.
Hơn nữa phải dựa theo quy tắc phân loại sách của thư viện. F là kinh tế, C là khái luận khoa học xã hội, G là văn hóa. Và cứ như thế. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Trái tim người máy gợi ý cho tương lai, tấm gương. Anh xem, đẹp hơn nhiều so với cassette của anh đúng không? Kể từ lần đầu thử nghiệm, nhóm phó Dương điều chỉnh độ nhịp nhàng cho cô cũng đã khá lâu rồi. Trò chơi này đã tới vòng cuối, cô chắc chắn giúp tôi vượt qua được chứ nhỉ? Nếu như tôi thua thì thế nào? Thì công sức đổ sông đổ biển. Tôi... Bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. Star. Star. Thứ sáu, cô không sao chứ? Cô sợ lắm hả? Xin lỗi, tôi thua rồi. Không sao, bắt đầu lại từ đầu là được. Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt quá rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiếp tục đi. Chủ nhân, tôi hết pin rồi, tôi phải về sạc pin. Như thế này thì dữ liệu các mục được nhập vào cũng tương đối rồi. Em xem, đây là bộ chương trình nhỏ anh làm cho em đó. Sau này em chỉ cần nhập dữ liệu đầu bảng vào trong đây thì trị số các mục sẽ hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Như vậy sẽ tiện hơn cho em nhiều. Sao vậy? Giúp em làm việc sẽ không chiếm dụng bộ nhớ tiến sĩ của anh chứ? 90%. Gì cơ? 90% bộ nhớ của anh đều là em. Nhưng mà em vẫn có chút ghen với 10% kia thì làm sao đây? Rất thú vị đó. Lời nhỉ? Sao cậu lại ở đây? Dạ chào bác. Cháu là Phó Dương. Chúng ta đã gặp ở buổi họp hội đồng quản trị. Tôi nhớ mà. Nghe nói là tên lừa đảo không bám trụ nổi ở đất Mỹ nữa. Ba, ba tìm con có chuyện gì không? Bọn con đang làm gì? Con còn biết đến công việc đấy hay sao? Con vì cái người này mà mấy ngày trời không đến công ty. Con... Bác trai, là lỗi của cháu. Cháu rất xin lỗi vì lần đầu gặp bác lại bằng phương thức này. Vậy thôi cháu đi trước đây. Khoan đã. Lợi nhỉ, con muốn đi đâu? Đi qua đêm không về? Con, đi thôi. Bác trai, bác yên tâm đi. Lợi nhỉ, em khó chịu cứ trút giận là được. Một mình em ở bên ngoài không an toàn đâu. Ai nói là em ở một mình? Cô Khang, phòng của cô là 3701. Cảm ơn. Ờ,
lấy thêm một phòng ở cạnh cô ấy. Xin lỗi quý khách, hết phòng rồi. Cô đây đã đặt phòng cuối cùng rồi ạ. Đóng cửa lại đi. Hay là em ngủ ở giường bên trong đi. Có gì khác biệt sao? Lỡ như có kẻ xấu đến, anh nằm giường bên ngoài thì em sẽ an toàn hơn. Được. Ban đêm anh ngủ có ngáy với nghiến răng không? Đại Vận nói hình như có. Nhưng mà em yên tâm đi, anh nằm xuống là ngủ được ngay. Em cứ ngáy với nghiến răng thoải mái, anh không nghe thấy đâu. Anh, em là sợ anh làm ồn em cơ. Sao mà cô vẫn chưa về? Bây giờ tôi sẽ về liền. Xin lỗi nha, làm anh đau rồi. Đau, đau đến mức không cử động được. Vậy thì tôi về sạc pin đây. Sếp Lý, giáo sư Lưu mà tôi giới thiệu với anh, sau khi tiếp nhận, dựa theo thông tin anh cung cấp, tra cứu được các tài liệu này. Tài liệu chỉ ra bệnh mà anh muốn tìm hiểu, đại khái là một triệu chứng dị ứng. Cần phải kiểm tra nguồn dị ứng, không loại trừ một số loại hiếm gặp, ví dụ như ánh sáng, nước hoặc con người. Cô nói, anh ấy không sợ ánh sáng và nước, nhưng lại sợ con người. Đúng vậy, anh có thể xem trang 5. Trường hợp dị ứng đặc biệt. Đây là trường hợp nổi tiếng về người bệnh dị ứng với con người trong mấy năm nay. Nhưng cho đến hiện tại, cả thế giới cũng chỉ có trường hợp này. Luôn mang bao tay, cô độc, tránh xa đám đông. Lẽ nào đây là bí mật khiến anh tránh xa đám đông sao? Còn có ai tiếp xúc với những tài liệu này nữa? Ngoài anh ra thì có thông minh tuyệt đỉnh. Chuyện này có liên quan tới tương lai của IMU. Cô bảo bọn họ lập tức tiêu hủy hết tất cả bản sao, tuyệt đối không được làm lộ ra ngoài. Đã rõ chưa? Đã rõ. Có đem theo tiền không?
Hàng đâu? Tiền. Đi đây. Chờ đã. Cách làm việc cho Lý Trạm bao lâu rồi? Được một khoảng thời gian rồi. Làm những việc gì? Giám sát Lục Sâm. Giám sát? Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đơn giản muốn biết mỗi ngày Lục Sâm làm gì. Tiếp đến, hợp tác với sếp Lý của chúng tôi. Nhớ lấy, không được cho bất kỳ ai biết, kể cả Lý Trạm. Biết rồi. Sếp yên tâm đi, chúng tôi đã vô cùng quen thuộc với biệt thự của Lục Sâm. Tiêu rồi đại ca, chưa đòi anh ta phí đổ xe. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Là sao? Tranh thủ đi thôi, trong vòng nửa tiếng sẽ không bị thu phí đâu. Mau mau lên. Mau lên anh. Đã tới lúc ra tay rồi. Mẹ ơi, tối qua cứ giả tắt nguồn, bị Lục Sâm bế lên giường rồi cứ nhắm mắt mãi. Sao lại ngủ quên mất luôn chứ? Mình ngủ khi nào ấy nhỉ? Không có chảy nước miếng, nghiến răng với ngáy chứ nhỉ? Dương Thiện Thiện, mày to gan quá rồi đó. Lục Sâm, có phải anh ấy nhận ra mình rồi không? Mình có nên nhân lúc này đi mau không? Rồi, rốt cuộc Lục Sâm đã tỉnh chưa? Sao vẫn chưa mở nguồn? Xem ra đêm qua vẫn chưa bị lộ. Thiện Thiện, Thiện Thiện, Đường Đường em đến rồi. Đại Vận. Cảm ơn. Phần này là em làm cho mọi người cùng ăn đó. Còn phần này là em thay Thiện Thiện làm cho Lục Sâm. Ủa, rồi Thiện Thiện đâu? Thiện Thiện, Thiện Thiện ơi.
Thiện Thiện không có ở chỗ em hả? Không có. Vậy Thiện Thiện cả đêm không về? Hình như là như vậy rồi. Chuyện gì vậy? Là như thế này. Hôm qua Thiện Thiện đi tìm Lục Sâm, nhưng bây giờ anh đoán cô ấy lành ít dữ nhiều. Không phải lộ tẩy rồi chứ? Bị giam lại rồi. Giam thì càng tốt. Vậy phần này là phần thưởng cho anh ăn đấy. Tôi nói chứ, nhà khoa học như mọi người có suy nghĩ kiểu gì vậy? Tôi hỏi mọi người này, bác sĩ của Lục Sâm hôm qua có liên lạc với mọi người không? Không có, không có. Vậy thì chứng tỏ hai người đó chỉ đơn thuần là ở cùng nhau thôi. Ở cùng nhau cả đêm mà đơn thuần sao? Đại ca. Chào tiến sĩ. Chào mừng cô. Thầy ơi, tối hôm qua không phải thầy đi tiễn Lợi Nhĩ hay sao? Sao lại không về thế? Tối qua thầy ở khách sạn cùng với Lợi Nhĩ cả đêm. Làm gì vậy? Chúng tôi chỉ ở cạnh nhau một cách đơn thuần thôi. Giáo sư, em tuyệt đối tin tưởng là hai người ở cạnh nhau đúng nghĩa. Ăn bữa sáng nào. Không cần ăn đâu. Thầy đi tắm một cái. Tôi thấy chỗ này của mọi người, đừng gọi là phòng thí nghiệm alpha nữa, đổi tên thành chốn bồng lai được luôn đó. Anh nói thì có giá trị gì đâu. Tối hôm qua cô hết pin nên tôi trực tiếp tắt nguồn cho cô. Nếu không có chuyện gì thì tôi... Nhưng mà tôi vẫn cần cô. Cô phải đi sao? Vậy tôi ở lại thêm chút nữa. Không cẩn thận làm dư một phần, giúp tôi dứt đi. Sếp Lục, anh bảo tôi để mắt tới bên Lý Kính Thành, gần đây lại có động tĩnh, nhưng tôi lại không có cách nào để liên lạc được với anh. Khang Lợi Nhĩ, nếu anh có thời gian hãy trả lời tôi, có bưu kiện của em đây. Bưu kiện của em đây. Không mở ra xem sao? Vậy thứ sáu, cô giúp cậu ấy mở ra đi. Đây là món quà Lục Sâm nhờ tôi đặt từ rất lâu. Lục Sâm, cái này xem như là quà xin lỗi của bọn chị gửi đến em. Chị đi trước đây, không làm phiền hai người nữa. Sao lúc trước tôi không phát hiện ra? Thì ra cô giả làm người mấy lại không giống đến như vậy. Thì ra lúc đó chính là cô. Mm-hmm.
每尝过孤独。